Kính thưa quý vị, để giúp quý vị khán giả có thêm thông tin liên quan đến việc triển khai xây dựng các mô hình khu nhà trọ văn hóa trên địa bàn phường Tân Hiệp và hiệu quả đem lại từ mô hình này, ngay sau đây chúng tôi sẽ có một cuộc trao đổi với ông Đinh Quốc Phú, Bí thư Đảng ủy phường Tân Hiệp, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Mời quý vị khán giả cùng theo dõi. Xin chào ông Đinh Quốc Phú, Bí thư Đảng bộ phường Tân Hiệp. Trước hết thì xin được cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia chương trình Đảng trong cuộc sống hôm nay. Thưa ông, việc thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư trên địa bàn phường Tân Hiệp từ đầu nhiệm kỳ cho đến nay thì đã đạt được những kết quả ra sao? Xin mời ông chia sẻ với chương trình ạ. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn phường Tân Hiệp ngay từ đầu nhiệm kỳ cũng đã cụ thể hóa vào nghị quyết của Đảng bộ trong công tác lãnh đạo và chỉ đạo. Những kết quả đạt được của nghị quyết của Đảng bộ cũng sẽ là những nội dung mà phong trào phải thực hiện. Trên cơ sở đó thì một số cái chỉ tiêu cứng mà phong trào phát động như là khu phố văn hóa, gia đình văn hóa, khu nhà trọ văn hóa, đơn vị doanh nghiệp an toàn cũng như là phường đạt chuẩn văn minh đô thị, thì từ đầu nhiệm kỳ đến nay thì hàng năm đều đạt và vượt so với các chỉ tiêu đề ra. Đây là một trong những sự cố gắng của địa phương trong công tác chỉ đạo và thực hiện. Chúng tôi xác định rằng một số cái nội dung của phong trào cũng sẽ gắn liền với sự phát triển của phường Tân Hiệp tại hiện tại và trong thời gian tới. Ở từng nội dung của phong trào, Đảng ủy cũng đã có cái chỉ đạo đối với ban chỉ đạo và Ủy ban nhân dân phải cụ thể hóa ra từng kế hoạch và nhiệm vụ cụ thể để thực hiện. Ví dụ như là phong trào toàn dân đoàn kết để xây dựng đời sống văn hóa sẽ gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, và đặc biệt trong thời gian vừa qua đối với lại tỉnh ủy cũng như là đối với lại thành ủy cũng đã triển khai thực hiện đề án 02 về công tác dân vận xây dựng đô thị văn minh, thì chúng tôi cũng đã lồng ghép vào chương trình trong công tác chỉ đạo đối với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, để sự lan tỏa của phong trào không chỉ có tác động đến những nội dung ở trong phong trào thực hiện mà nó phải ảnh hưởng đến cả hệ thống chính trị, trong đó là về phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và một số phong trào và chỉ tiêu của địa phương. Thưa ông, chúng tôi được biết là đề án công tác dân vận tham gia xây dựng nếp sống văn hóa văn minh và đặc biệt trong đó có phong trào ở khu nhà trọ văn hóa do địa phương phát động thì cũng đã tạo những cái chuyển biến rất là mạnh mẽ trong người dân lao động. Nhân chương trình ngày hôm nay, xin mời ông có thể chia sẻ cụ thể hơn về điều này. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa của phường thì trong đó có nội dung là xây dựng phong trào văn hóa tại các khu nhà trọ. Nội dung này đã thực hiện rất là nhiều năm và rất là hiệu quả. Tại vì đối với lại phường Tân Hiệp là một địa bàn rất là đặc thù, ngoài cái người dân thường trú thì đối tượng là người dân tạm trú đến sinh sống và làm việc rất là nhiều. Dân số của địa phương thì 3/4 là người dân tạm trú đang sinh sống và tại các khu nhà trọ, nên là chúng tôi xác định đây là một trong những cái nội dung mà đối với Đảng bộ cũng như là chính quyền phải cần tập trung thực hiện để những cái chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước sẽ đến với được với lại người lao động thông qua các cơ sở trọ. Và từ cái cơ sở trọ này thì cũng có rất là nhiều cái mô hình cách làm hay cùng đồng hành với lại chỗ địa phương trong tuyên truyền thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các phong trào của địa phương. Và chúng tôi nhận định rằng phong trào cũng đã đến được với lại các chủ cơ sở trọ và người thuê trọ cùng đồng hành với địa phương trong thực hiện nhiệm vụ của mình. Đối với lại các cơ sở trọ và những người thuê trọ thì tham gia thực hiện các phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, cụ thể là xây dựng khu nhà trọ văn hóa đã được rất là cụ thể trong cái ví dụ như là trong công tác tuyên truyền. Trong công tác tuyên truyền thì đối với người dân thường trú thì chúng tôi là tuyên truyền rất là nhiều. Tuy nhiên một đối tượng đặc thù là người dân tạm trú tại cái khu nhà trọ. Hầu hết thời gian thì họ làm việc tại các công ty, các doanh nghiệp trên địa bàn, ít có thời gian ở nhà, nên là cái việc tuyên truyền thì cũng sẽ gặp rất là nhiều khó khăn. Nên chúng tôi trong công tác chỉ đạo của Đảng cũng như là điều hành của nhà nước thì chúng tôi cũng tập trung rất là nhiều về đối tượng này, đưa vào những nội dung phù hợp và sự quan tâm của những người thuê trọ để những cái nội dung này khi mà được ứng dụng nó sẽ thực hiện đúng, thực hiện đủ và đảm bảo cái quyền lợi của người dân. Cái thứ hai là những cái chế độ chính sách cho
người lao động và đặc biệt là những người thuê trọ. Thì trong các phong trào, các chủ trương từ tỉnh, từ trung ương, từ tỉnh đến địa phương thì chúng tôi cũng đã triển khai đến cho tất cả các đối tượng. Thứ nhất là thông qua chủ cơ sở trọ, cái thứ hai là tuyên truyền trực tiếp đến người thuê ở trọ để những cái nội dung mà mình muốn tuyên truyền đến đúng đối tượng, và khi tuyên truyền rồi thì chúng ta sẽ đánh giá được là cái việc thực hiện đó hiệu quả tới đâu qua những lần chúng ta tuyên truyền và khi họ tham gia thực hiện của địa phương. Thưa ông, nhân cuộc trao đổi ngày hôm nay thì xin mời ông có thể cho biết một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Đảng bộ phường Tân Hiệp nhằm giữ vững 6 trên 6 khu phố văn hóa, cũng như là 98% hộ gia đình văn hóa, cũng như là phong trào khu nhà trọ văn hóa trên địa bàn trong thời gian sắp tới. Xin mời ông chia sẻ với chương trình. Cùng với sự phát triển của thành phố Tân Uyên, thì đối với lại phường Tân Hiệp ở nhiệm kỳ 2020-2025, chúng tôi xác định đó là xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Thì trong phường đạt chuẩn văn minh đô thị thì một số cái chỉ tiêu về văn hóa như là khu phố văn hóa, gia đình văn hóa, khu nhà trọ văn hóa, đơn vị doanh nghiệp an toàn thì cũng sẽ thực hiện tiếp tục nội dung này và nâng cao chất lượng nội dung này qua các nội dung cụ thể trong từng chương trình. Và đối với từng chương trình thì sẽ có cái kế hoạch và phân chia cho nó cụ thể ở từng giai đoạn nhất định. Ví dụ như đối với lại phường thì hiện tại chúng tôi đang thực hiện cái vấn đề mà chỉnh trang đô thị, quản lý về cái trật tự đô thị, trật tự xây dựng. Thì do là phường là đang phát triển nên là những nội dung này thì địa phương rất là quan tâm, và chúng tôi nghĩ rằng đối với lại để cho cái phong trào này ngày càng phát triển thì đầu tiên đó là công tác chỉ đạo của Đảng. Thứ hai nữa là cái công tác điều hành của chính quyền và các thành viên trong ban chỉ đạo phong trào, từ Mặt trận Tổ quốc đến các đoàn thể và khu phố luôn. Và hiệu quả nhất là đối với lại người dân, người ta sẽ tham gia ủng hộ phong trào như thế nào, cùng với lại đảng bộ, chính quyền và nhân dân của phường Tân Hiệp sẽ xây dựng phong trào ngày càng phát triển mang tính chất là bền vững. Riêng đối với lại khu nhà trọ văn hóa, chúng tôi sẽ quan tâm nhiều hơn nữa, tại vì đây là một trong những cái mô hình kinh doanh về dịch vụ thương mại trên địa bàn rất là lớn, và chúng tôi cũng sẽ chỉ đạo và có cái tạo điều kiện thuận lợi để cho người dân, đặc biệt là những người thuê trọ yên tâm cùng gắn bó với lại Bình Dương của thành phố Tân Uyên nói chung và của phường Tân Hiệp nói riêng. Nếu như là các bạn công nhân chọn Bình Dương, thành phố Tân Uyên là Tân Hiệp là quê hương thứ hai để cùng đồng hành và phát triển, thì chúng tôi cũng sẽ xem các bạn là những người thân, những người trong gia đình của mình để cùng với các bạn đồng hành và gắn bó với lại quê hương Tân Hiệp ngày càng nhiều hơn. Một lần nữa xin được cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia chia sẻ với chương trình hôm nay ạ.